Bà Tam. Vâng lời Thượng Đế, giáng phạm Chúa cứu dân đời. Chúa Bà Giá Phú Đằng Vân ở trên điện mộng muôn phần lung linh. Chúa thèn Chúa mặc áo đen chạm bàn ngắn kiếm bà đen đi khám nạn ngọc nữ la. Trên rừng tâm ngày ngày tu luyện có phép tiền đi ta thấy sợ đi. Lòng năm châu mà khổ phục tâu quỳ man man cầm thú đều thì phục phục công miền sơn đồng xuống ngồi đàn hát đàn âm dương vốn là thuộc nữ sơn dân dân lại lầm đất thanh nga sơn lầm trốn thương ngàn đền thờ lầm ở ven đàn lô xô đã mọc đôi hàng vườn quanh ngàn.